Hai bên nội ngoại cũng rất là đang mong có cháu. Khi bác sĩ nói, trời ơi, trứng sắp đụng rồi. Hỏi, ủa, vậy sao giờ? Giờ chồng đi công tác, còn vợ ở nhà làm sao? Thế nói, mẹ giờ sao giờ? Con alo, chồng con không về đúng ngày rồi làm sao? Thì mẹ chở con ra ngoài á. Cắt me rồi bảo, thế làm sao? Cho hai đứa vào nhà nghỉ luôn. Mẹ đứng ngoài. Mẹ đứng ngoài. Rồi chừng bao lâu? Bảo 2 tiếng rồi rồi. Hai chồng em quen cũng lâu lắm, cũng thời gian khoảng 3 năm mấy mới cưới lận. Nên là quen thì cũng mẹ quen, mà cầu hôn cũng mẹ cầu hôn luôn. Chứ chồng em không nói tiếng nào hết trơn. Ủa là sao? Quyết định quay lại tấn công chồng mình luôn. Một là để cua lại được bà mẹ chồng này, còn hai là để phục thù ông chồng dám bỏ mình trước. Hay à. Cô tên là Nguyễn Thị Huế. Cô năm nay có 49 tuổi. Cô sống ở tại Bình Thạnh, Trảng Bàng, Tây Linh. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. À. Dạ, xin chào chương trình ạ. À. Xin chào chú Quỳnh Linh và chị Lê Lộc và chào quý vị khán giả ạ. À. Em tên là Nguyễn Thị Thúy An, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ạ. À. Mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi ha? Dạ, em làm dâu của mẹ được 2 năm rồi ạ. À. 2 năm. Mình có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Chắc là cũng chuẩn bị ha. Dạ. Con cái là trời cho. Dạ. Mình bây giờ chồng lấy nhau để chuẩn bị sự nghiệp cho nó tốt đi. Dạ. Rồi có con. Nói chung là hai bên nội ngoại cũng rất là đang mong có cháu. Dạ. Nhưng mà tại vì hai cháu nó là thì chồng thì đi công tác, còn người vợ thì ở nhà với mẹ. Nên khi hai mẹ trong có con quá trời luôn. Rồi nói con, tháng này con đi con căng trứng đi, mẹ chở con đi. Thế đến khi bác sĩ nói, trời ơi, trứng sắp đụng rồi. Hỏi, ủa, vậy sao giờ? Giờ chồng đi công tác, còn vợ ở nhà làm sao? Thế nói, mẹ giờ sao giờ? Con alo, chồng con không về đúng ngày rồi làm sao? Thì mẹ chở con ra ngoài á. Cắt me rồi bảo, thế làm sao? Cho hai đứa vào nhà nghỉ luôn. Mẹ đứng ngoài. Mẹ đứng ngoài. Rồi chừng bao lâu? Bảo 2 tiếng rồi rồi. Hai chồng em á là không phải tự quen, mà là do dì em của mẹ làm mai. Nên là cái con đường mình bước chân vô nhà mẹ nó cũng dễ. Chắc dì về nhà dì cũng dễ, dì tốt đẹp lắm về mình rồi. Ngày đầu tiên về nhà chồng thì mình cũng nghe nói người Bắc họ khó lắm. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà bước vô thì thôi cô chú thân thiện quá vậy. Cứ nói chuyện, cứ hỏi han mình đủ thứ hết trơn. Chứ cũng không có đến nỗi khó khăn. Hai chồng em quen cũng lâu lắm, cũng thời gian khoảng 3 năm mấy mới cưới lận. Nên là quen thì cũng mẹ quen, mà cầu hôn cũng mẹ cầu hôn luôn. Chứ chồng em không nói tiếng nào hết trơn. Ủa là sao? Nói chung là trong một thời gian tìm hiểu hai cháu thì con trai cô nói, mẹ con thấy hai đứa con không hợp. Tự nhiên rồi hai đứa nó cũng giãn ra một thời gian. Thì nói chung là tôi cũng rất buồn. Đó là chia tay luôn. Nhưng mà chia tay thì em vẫn tới như lui mẹ, hỏi thăm mẹ, chơi mẹ chia tay vậy. Vẫn tấn công mẹ không à? Đêm tối trưa đến là cứ nằm ngủ rủ gì mẹ, thì tự nhiên nó mến rồi nói, thôi con ơi, con nghĩ suy nghĩ lại đi. Chứ bây giờ mẹ thấy bé này nó được lắm, sống tình cảm mà mẹ thấy được. Lúc đó mẹ ôm em, mẹ khóc. Xong em về em suy nghĩ lại, em la. Mai mốt này mình không có thể nào kiếm được một cái gia đình chồng mà họ vừa tâm lý, mà họ vừa tình cảm, mà yêu thương mình vậy đâu. Quyết định quay lại tấn công chồng mình luôn. Một là để cua lại được bà mẹ chồng này, còn hai là để phục thù ông chồng dám bỏ mình trước. Hay à. Vậy thì trong cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mình chắc chắn là nhiều điểm chung lắm đúng không cô? Đúng. Dạ. Nói chung là điểm chung cũng có, mà nói chung là gia đình ai thì cũng có khúc mắc, nhưng mà cũng chỉ nhẹ thôi. Cô thì cô thích sống về cái mặt tình cảm. Có khi mẹ chồng nàng dâu là không có dám lên đằng trước ngồi như vậy đâu. Yeah. Nhưng mà không, nhà cô, gia đình cô khác, ăn cơm mà tất cả tập trung ăn cơm. Xong đến khi mà ăn xong là về mà chơi vui là các thứ, là cả nhà lên karaoke. Độc phải rap karaoke chung với ba chồng luôn. Sắp ca luôn. Không biết là chị thấy mình hợp với mẹ nhất điểm gì ha? Dạ hợp với mẹ thì cứ mẹ lại thích dạng như thích làm đẹp á. Ừ. Thì mẹ cứ chọn những giống như quần áo nè, đi chơi mẹ cũng thích. Nhưng mà con thắc mắc nãy giờ là tại sao không biết cô lại chọn cái áo cưới này để xuất hiện ngày hôm nay. Cái này áo là do mẹ ăn em. Mẹ nói là mẹ em á, từ nào giờ mẹ em nói cái thời của mẹ á, mẹ chưa có được mặc cái sa rê lần nào hết trơn á. Ồ. Em nói nha, thôi vậy ngày hôm nay á, con với mẹ tạo gì đặc biệt nhất đi, để hai mẹ con mình có một cái kỷ niệm đáng nhớ. Thôi hai mẹ con quyết định đi lựa hai cái sa rê lên mặc chung. Mẹ cứ ngại mẹ không chứ mặc, mẹ mặc đi. Không sao đâu. Mẹ ngại mẹ không dám mặc. Ủa như ngày xưa lúc mình lấy chồng không có mặc Hồi xưa mình lấy chồng thì nói chung là ở cái thời đó thì nó không có mặc sa rê như này.
Nói chung là chỉ có mặc đồ bình thường thôi. Đến khi con cái lớn rồi cũng nói ông xã là thôi bây giờ mình con cái lớn rồi, công việc các con ổn định hết rồi, là cũng muốn làm sao mà mình tạo điều kiện làm sao mà để hai vợ chồng hấp hôn lại, để mình được mặc sơ dê để chụp hình đồ con cháu đi sau. Rồi tự nhiên mình khao khát cái kiểu vậy. Dạ. Thế con dâu chắc nó biết mẹ là vậy vậy, nó thôi để cầu chuyến này đi. Thế là bảo thôi mẹ mặc thế nghe kỳ lắm. Thế xong mà mẹ cứ mặc đi, cứ thoải mái đi, không sao đâu mẹ. Chắc chắn là cô ấn tượng nhất trong chương trình mẹ chồng nàng dâu từ trước đến giờ. Bởi vậy cho nên là con dâu thì nói chung là cũng biết tâm lý mẹ. Về làm dâu thì con dâu có phục vụ mẹ chồng tốt không? Con nói đi. Về cái phần phục vụ thì ngày đầu tiên về nhà mẹ thì nói chung mình được dạng như ba mẹ yêu thương mà, nên là tâm lý mình thoải mái lắm. Sáng mình cũng dậy sớm, thấy mẹ dọn dẹp cũng ra phụ mẹ, mà không hiểu sao sáng gặp mẹ chồng vẫn run, cầm cái rổ ly, rớt cái ly, cái bóp. Xong rồi tính thanh là trời ơi, không tiêu rồi, không biết đợt này sao. Xong từ cái giây phút mở hàng đó thì coi như là chén bát ly dĩa trong nhà nó cũng lần lượt ra đi. Mẹ có la lần nào không? Lô bẻ. Không có mẹ đó thì thủ tiêu hết trơn rồi. Ủa? Không có mẹ đó thì để đó mẹ thấy thôi. Còn cái trên cái bàn thờ ông địa ở trước á, thì cứ sáng không có mẹ ở nhà thì em mới đốt nhang cho ông địa, xong cái cầm đi rớt nguyên cái ly bể, xong phải đem thủ tiêu hết, xong đem bữa đi ra chợ mua. Bữa nay mới khai á. Nhưng mà có rớt ông địa bể lần nào không? Dạ chưa. Mày chồng thấy có những điều gì mà mình chưa hợp với con dâu không? Cũng có cái là chưa hợp ở cái chỗ là cái cách ăn nấu nướng á, thì người Bắc thì ăn thì không ăn ngọt, còn người Nam thì ăn ngọt. Ăn ngọt. Nhưng mà nhiều khi nấu cũng phải theo ý con dâu, cũng thay gì đó nhé, thì cho 10 thôi, mình cho 5 thôi. Cho từ từ mình làm sao mình cho nó hòa đồng, nói chung là kể cả ăn uống này kia nọ hoặc là gì đó nó hơi khác ở chỗ đấy một chút. Dạ. Còn không biết nàng dâu của mình có điểm nào mà chưa phù hợp với mẹ lắm không? Nói chung thì tính em nó hơi ngang, mà nó hơi nóng tính, nó hơi thẳng tính nữa, nên nhiều lúc cũng làm mẹ buồn. Ví dụ dạng như trong ngày đó mình cảm thấy không được vui thôi, cái mình nín thinh cái mẹ lại tưởng là giận mẹ, mẹ buồn. Cái lúc mẹ buồn xong mẹ khóc mẹ nói mai mốt con có chuyện gì buồn á thì con cứ nói với mẹ đi, con đừng có nín thinh hay là con đừng có tỏ ra mặt vậy á. Ở nhà thì không có ai hết à, tại nhà có hai người trai là hai người đi làm xa hết, em đa phần ở nhà với ba mẹ chồng không à, nên là có chuyện gì thì con cứ chia sẻ với mẹ, mà không được thì chia sẻ với ba. Trong nhà chồng em là quan tâm tới cảm xúc của em, giống như cứ vui vẻ nói chuyện thoải mái cả tháng cũng được, nhưng mà chỉ cần tháng đó có một ngày em không vui là hầu như ba mẹ chồng đều phát hiện ra hết trơn. Dễ thương quá à. Nên là nhiều khi muốn không vui cũng phải ráng cười ra. Đôi khi sự quan tâm quá quan tâm dạ. Nó tạo cho mình một cái áp lực quan luôn tâm. Dạ. Vậy thì trong cái công việc làm ăn kinh doanh nè, mẹ mình có hỗ trợ nhiều không? Nói chung là mẹ hỗ trợ 100% luôn chị. Tại vì công việc của em lúc trước là giáo viên mầm non, nhưng mà do cái công việc nó cũng áp lực với đường xá nó cũng xa á, xong cái mẹ mới nói con có thích kinh doanh không? Nếu con thích kinh doanh thôi, giờ con với mẹ mở cái shop quần áo đi. Xong bắt đầu mở xong rồi mẹ mới hướng dẫn. Thì chung trong cách buôn bán hay là cái cách chăm sóc khách hàng thì mẹ là giỏi nhất. Tại vì tính em nó thẳng tính, khách vô được không được là thôi. Còn mẹ khác, mẹ lại vuốt mềm mỏng hơn. Hôm nay là có chương trình mới nói là cũng có một lần là xuống không biết làm sao rồi không dám nói thẳng với con. Cho nên là luôn đằng sau kêu chị xui là nói dồn thì cháu nó nghe ra ngay. Về cũng phân tích nói không phải con nói vậy này kia kia nọ. Nói chung là bảo thôi, cái công việc này nó là làm dâu trong họ thôi, con cố gắng, con dáng chiều khách hàng đi. Cũng có một lần nữa thì cháu nó mặt buồn hiu rồi á, tớ nằm tớ chán, tớ nói giờ tất cả tập trung cho con, mà làm sao bây giờ con tối ngày mà cứ nặng mặt mẹ này chết rồi. Bỏ luôn không làm đấy, mẹ cha con muốn làm gì làm, tự nhiên đi về dưới nhà làm khóc xong bắt đầu á, về mới ôm mẹ nói mẹ ơi con biết là con sai rồi. Thì cứ khóc hoài luôn, hai mẹ con cứ ôm nhau khóc. Nhưng mà làm gì con biết không? Cái lúc đó thì cũng là nói chung á, mẹ cái ý của mẹ mà mình không hiểu. Coi như là tiền thì mẹ không đưa, mà chìa khóa thì cầm rồi. Thì tức là ý mẹ nói là con thích cái gì á thì con cứ mua thôi. Thì tiền mẹ để đó thì chìa khóa cầm rồi mà. Xong cái thì con muốn mua cái gì á thì con cứ lấy tiền đó con mua. Còn nếu con muốn mua cái gì á mà giá trị lớn quá thì con cứ nói với ba mẹ, lúc nào ba mẹ cũng sẵn sàng hết. Chứ không phải là ba mẹ cấm đón hay là không có cho con này kia.
Đó. Nên là từ cái lúc nó hiểu lầm như vậy, nhưng mà sau khi là mẹ ba mẹ nói ra thì bắt đầu mới giải tỏa thì cũng vui vẻ lại với nhau ạ. Cái vấn đề kinh tế nó cũng nhạy cảm ở chỗ đó. Dạ đúng chứ rồi. Mình không hiểu dễ hiểu lầm nhau lắm. Tất cả là bố mẹ làm là cho các con hết. Chứ bây giờ bố mẹ chết đâu có đem theo được đúng không? Dạ. Thì chỉ có hai đứa con thôi, mà trong cái đó là hai con trai thì công việc ổn định hết rồi. Dạ. Mẹ tất cả mẹ tập trung mẹ dốc sức vì con, mà nhiều khi con hiểu là mẹ một cái là mẹ buồn hết sức luôn. Tức là một thằng trai là lấy vợ rồi, còn thằng nữa. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Cháu thứ hai là 26 tuổi rồi. 26 rồi đó. 26 gì nữa? Nắm đây được không? Đấy hả? Trời ơi, vinh dự quá. Dạ. Hai chồng nàng dâu này dễ thương chứ. Dạ. Về làm dâu đi được á. Bữa giờ con chưa đủ rối rồi chú. Về làm dâu cô đi. Dạ. Hôm nay đang rối. Cô vinh dự lắm á. Ba với mẹ đi về là từ ở cửa đi chạy vô á, thì là mẹ chở ba chứ không phải là ba chở mẹ. Mà mẹ thì mẹ bự, còn ba thì có chút. Đâm ra đi á, cứ bơi cái xe như vậy để vô trong nhà. Mình nhìn thấy chỗ sao mà mình thấy lạ quá, mà nhìn ấn tượng quá. Bây giờ mới vô mới nói thì mới kêu là ba không biết chạy xe. Đầu tiên á mà nó dẫn về, không phải là nó dẫn một mình vợ nó về, mà lần đó nó dẫn về đông lắm, 5-6 đứa con gái lận. Dạ. Cho nên nói chung cô cũng không biết là đứa nào hết. Chứ tưởng đâu chứ có dẫn về nhiều lắm. À. Nhưng mà trong đó thì có một đứa đó là nó lanh lắm, nó nói chuyện lia miệng này kia, nó xông xáo lắm chứ nó không như mấy đứa kia. Nhưng mà mình cũng nghi trong bụng rồi, chắc là con bé này quá. Đó mà đúng quả thật vậy, đến lúc mà tụi nó về hết rồi thì mới nghe là con bé đó là người yêu của con trai cô. Bé lanh lại đó. À, cái miệng nó cứ lia là đi lia, lúc nào nó cũng xông xáo hơn là mấy đứa kia hết. Bé tên Liên đó. Không phải. Tên Liên là cô. Chú xông xáo rồi đó. Chú lanh lẹ rồi đó. Bé tên Liên nha. Chú nhầm. Còn với chị, cái lần đầu tiên sao mà chị có vẻ là tâm lý quá hả? Không phải lần đầu tiên đi vô thì nghĩ là không có làm dâu đâu, tại vì không có nghĩ là sẽ lấy anh chồng này, tại lúc đó cũng đang quen một cái anh khác nữa. Trời ơi. Dạ như là chưa có yêu chồng bây giờ. Đào hoa quá ha. Nhưng mà ấn tượng với mẹ đầu tiên á là ba với mẹ đi về là từ ở cửa đi chạy vô á, thì là mẹ chở ba chứ không phải là ba chở mẹ. Mà mẹ thì mẹ bự, còn ba thì có chút chém. Đâm ra đi á, cứ bơi cái xe như vậy để vô trong nhà. Mình nhìn thấy chỗ sao mà nhìn thấy lạ quá, mà nhìn ấn tượng quá. Bây giờ mới vô mới nói thì mới kêu là ba không biết chạy xe, nên mẹ đi đâu mẹ đều chở ba đi hết á. Ông nói chung là ba biết chạy xe nhưng mà ba nhát, nhưng để ba chở. Chắc ông biết chạy xe mà ông chở không nổi. Mà giờ cũng đến... đúng rồi, cũng có lẽ là như vậy đúng rồi. Nhưng mà đến bây giờ vẫn còn chở ổng không, hay là ổng vẫn chở? Bây giờ vẫn chở, nhưng mà bây giờ ổng đi làm rồi, ổng mua xe đạp điện, ổng đi mình ổng. Suốt cuộc đời vợ chở chồng vậy đó hả? Ờ đó, bởi vì suốt cuộc đời thương cho cô à. Chồng thiệt sướng rồi nha. Còn đây có chở chồng không? Dạ không. Đây là mẹ chở em đi chứ em cũng không chở nổi mẹ luôn. Trời ơi, tội nghiệp con. Mình bự quá mà không dám để cho nó chở. Ấn tượng nhiều nhất là ấn tượng mà về ba. Đầu thì chọc mà để bộ ria, nhìn dữ ơi là dữ, mà nhìn sợ ơi là sợ. Nói chuyện một hồi thấy ủa cũng dễ, cũng hiền lắm mà. Nhưng con trai đẹp trai không cô? Cũng được, mình nhìn thì mình thấy nó đẹp, không biết người ta nhìn có đẹp không. Em về giờ làm dâu thì có những cái tiếng cười như thế này mày không? Dạ có, tại vì em với mẹ là cứ đi theo chọc mẹ hoài à. Đâm ra mẹ chửi em tối ngày à. Tại vì mẹ hay ăn vặt. Ví dụ như vừa bước chân ra đường là mẹ hỏi mẹ đi đâu á, cái kêu là con chở hai nhỏ đi chơi, cái mẹ kêu nhớ mua kem xô về cho mẹ nha, hoặc là nhớ mua bánh tráng sữa nha. Đó là mẹ cái kêu mập rồi giảm cân đi, ăn hoài. Con nấu ăn cho mẹ không? Dạ chưa bao giờ. Hiếm à, bắt mẹ nấu không à? Tại vì mẹ ở nhà là mẹ cơm nước hết, con hai đứa nhỏ mẹ cũng lo hết. Bé được một tuổi á thì nó thôi bú, nó không bú nữa, thì bắt đầu mẹ cứ đi ra đi vô cho nó uống sữa buổi đêm á. Thì em cho nó uống á thì nó cứ ói, còn mẹ cho nó uống thì nó không ói. Bực bội quá, mẹ hai vợ chồng đều mất ngủ mà mẹ cũng mất ngủ nữa. Cái mẹ mới nói là thôi mày đưa nó ra ngoài đây cho tao đi, rồi tao giữ nó cho hai vợ chồng mày ngủ cho ngon giấc.
cái là từ đó đến giờ là hai đứa đều ngủ với nội hết, không ngủ với vợ chồng em ngày nào hết á. Trời ơi. Và chứ là nội là giữ hai đứa từ nhỏ luôn. Nó mình nó mới sanh mình cũng để cho nó nghỉ mà không dám cho nó thức, nó ngồi nhiều. Không nhận nể phục người phụ nữ này nha. Rồi cũng phải vô nặng canh. Canh phia dậy cho con nó bú. Hai đứa cháu đó bây giờ là nó không có chịu ngủ với mẹ nó đâu. Sao em không chủ động để có thể giúp mẹ chồng trong cái việc chăm con nữa, cho đỡ cho mẹ? Tại vì á, là từ bé đến lớn á, là em không biết làm gì hết á. Em đi về làm dâu mẹ em cũng không biết làm luôn. Chỉ có công việc rửa chén là em làm thôi. Có nhiều hôm là mẹ cũng phải rửa luôn. Em cũng không rửa luôn. Em đi làm về trễ, xong rồi buổi sáng ngủ dậy á, cái dậy trễ quá lạch đạch đi làm, lại không có rửa chén cho mẹ, lại để mẹ rửa. Sáng á, thì ba dậy nấu nước pha trà. Rồi à, em cũng không phải đó. Làm gì hết á. Là chỉ có việc sáng ngủ dậy là đi làm thôi, là còn có ba mẹ lo. Còn ngày thì có mẹ nấu cơm. Con giận dâu giỏi ta. Dâu thì giỏi ghê luôn á. Nhưng mà lúc mà em đẻ ai lo cho em? Dạ lúc em đẻ đứa đầu á là em về ngoại được một tháng. Là ba mẹ, tại vì lúc đó là cái thứ nhất là ba mẹ không có con gái, xong rồi đẻ đứa cháu đầu cũng lại là con gái nữa, đâm ra ông bà rất là cưng. Mà em thì cũng nhớ chồng, em cứ khóc suốt em cũng đòi về. Ba mẹ em bên nhà thì lại không cho về. Cái bắt đầu mới nói riết rồi mới kêu là thôi để một tháng đi rồi ba mẹ cho về. Cái một tháng thì ông bà xin đi qua rước về. Về bên này thì mẹ lo hết từ A đến Z. Mà mình cũng lấy làm lạ. Con mình đi về mẹ ruột mình ở nó sướng hơn như sao lại đòi về mẹ chồng. Nói sao thì... Nói tại mẹ chồng dễ thương này quá. Đó chắc là không biết, mà không biết nó nhớ mình hay nó nhớ chồng nó nữa. Hai mẹ con mình có thí dụ là không hợp nhau điểm gì không chị? Mẹ thương cháu quá, đâm ra nhiều lúc chị không có dạy được. Cứ đụng tới là bà nội, ông bà nội binh. Nhiều lúc nó quát mình luôn rồi vậy. Binh cháu hoặc là ví dụ như muốn dạy nó hay là muốn la nó là phải đóng cửa phòng, chốt cửa phòng lại. Thì ông bà lại đứng ở ngoài cứ đập cửa ầm ầm á. Thì lại không có ấy được. Bà nội cưng quá nha. Cứ phải mà hai chồng đóng cửa phòng lại là đứng canh hả? Con nó làm gì cháu không? Không dám đâu. Canh nó đánh cháu mình thôi. Sợ nó đánh cháu mình thôi, đúng rồi. 15 năm qua đó em có buổi nào mà em nấu cơm hoàn thì một buổi cơm lo cho mẹ? Từ lúc mà em ra riêng, em ở riêng, em hai chồng anh riêng ở riêng thì em bắt đầu đi học nấu ăn. Thì giờ cũng biết nấu, ví dụ như có nhiều lúc nấu cái món gì ngon ngon thì cũng mang qua cho mẹ. Cứ mẹ mày ăn món này đi. Lúc ở với mẹ không đi học nấu ăn. Lúc ở riêng đi học nấu ăn rồi. Nấu ăn bằng mình đó. Ăn mình đâu, con chia qua cho mẹ thôi. Cái món đầu tiên mà nấu cho mẹ chồng là món gì nhớ không? Chắc là món phở quá, tại vì mẹ đúng rồi, nó hay ăn cái món đó lắm. Mẹ với lại chồng đều thích ăn phở hết. Nấu chồng phở. Cũng thích ăn phở nữa hả? Dạ phở nha. À, thì phở không phở thì ai nói ăn gì thì ăn phở. Phở ông chồng nào không thích ăn phở? Không phải, không phải phở kia mà là phở này. Phở kia là phở gì, phở này là phở gì? Thì tôi nói là ý là tôi nói là đàn ông hay thích ăn phở. Mà ăn phở kia đó hả, là bà nội có nguy cơ có thêm cháo đó. Phở kia là phở gì? Phở nào đàn ông thích ăn hết? Phở tái nè, rồi phở nạm nè, phở rồng. Không biết là chị có bao giờ làm cho cô xúc động chưa? Có cái là cô hơi ganh tị tí là cái sinh nhật á. Sinh nhật của bố chồng với mẹ chồng. Nhưng mà hầu như là bố chồng là năm nào nó cũng được quan tâm tới nhiều hơn hết. Nó cũng có tặng quà, nó cũng có mua đồ, nó tặng. Nhưng mà có năm rồi á, năm rồi là nó không nói gì hết, nó im lìm, nó chỉ biểu ba nó là ngày mai đó là ngày sinh nhật á, là kêu ba là kêu mẹ đừng có đi chợ, đừng có mua đồ ăn để con làm đồ ăn ăn. Cũng mới đầu mình cũng không nhớ nữa. Đó, nhưng mà qua tới ngày mai bắt đầu nó mua về rồi mình mới nhớ là hôm nay ngày sinh nhật của mình. Nhưng mà sao quan tâm sinh nhật của ba chồng nhiều hơn? À, lúc nào nó cũng quan tâm tới ba chồng không à. Tại sao? Em cũng không biết nữa, nhưng mà em cảm thấy là em thương ba em nhiều lắm. Tại vì ba rất là thương em, như kiểu ví dụ như mọi việc trong nhà ba làm cho hết. Quần áo của con nhiều lúc hồi bé nó còn nhỏ là ba cũng giặt cho luôn. Thì chứ ai chở em, ai lo cho con em? Đó, nhưng mà tại vì em nghĩ là một người con trai á là nó khó hơn một người phụ nữ. Cái người này mới là thật sự là phải chăm sóc nhiều, bởi vì phụ nữ đôi khi nhạy cảm hơn đàn ông. À, thương thì thương phải đều ha, chứ nếu như thế thì cũng đôi khi phụ nữ này cũng hơi tuổi tuổi chút luôn. Đúng rồi, mấy nhiều lúc mấy cái sinh nhật đó cứ qua nó không bao giờ nó quên nha, mà tới của mình nó nhiều lúc nó hay quên. Không, sinh nhật của mẹ dễ nhớ, tại sinh nhật của mẹ trùng với sinh nhật của em nữa. Làm sao mà em không nhớ được? Gần gần chứ không phải là trùng ngày. Trùng tháng. Con dâu nó cũng thương đó, nhưng mà để chỗ là
nó hơi sơ ý chút. Đúng rồi. Ai là người đăng ký tham gia chương trình vậy? Trai nha cô đó. Nói chung là nó đăng ký hồi nào cô cũng không biết luôn đó. À, anh nói gì nè, hai mẹ con á hả, ở nhà suốt ngày chí ché hoài, là tại vì cứ đi theo chọc ghẹo mẹ hoài mà có nhiều chuyện để nói thôi, cho hai mẹ con lên tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đi. Có gì em lên kể tội mẹ đi. Trời chồng. Hôm nay để xem coi người đăng ký cho Mẹ Chồng Nàng Dâu sẽ nói điều gì nha. Hai mẹ con và mẹ chồng với nàng dâu thì nhưng mà lúc nào cũng như mẹ con ruột, lúc nào cũng giỡn với nhau, chọc ghẹo nhau được. Nhất là những lúc mẹ chồng hay ăn vặt thì con dâu là nhân cơ hội đó là dành ăn với lại chọc ghẹo mẹ nhiều. Thời gian qua thì mẹ với vợ trong gia đình có nhiều chuyện khó khăn thì hai mẹ con có suy nghĩ nhiều thì cũng có hay bệnh lặt vặt này kia. Ngày hôm sau thì hai mẹ con lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn, dành thời gian tập thể dục để nâng cao cái sức khỏe của mình. Khi nghe cô nói vậy thì cô cảm nhận thế nào? Cô cũng vui, nó cũng biết quan tâm tới mình. Cô cũng muốn nói gì với con dâu trong ngày hôm nay không? Muốn cô con dâu thay đổi điều gì không? Như là có nhiều cái cô bực mình, nó đi đâu á là lúc nó ở chung cũng vậy, mình ở riêng cũng vậy, lúc con còn nhỏ cũng vậy. Nó cái hả, nó muốn đi là nó đi. Nó đi là nó đi, là nó giục hai đứa con nó không mẹ ơi con đi đây con gửi mẹ hai đứa nhỏ hay gì không có. Hồi giờ qua giờ mình lại mình không thấy đâu hết, hỏi mẹ đâu con? Mẹ đi chơi nó tiêu rồi. Đó, mà về hả nói nó thì nó lại nhăn răng nó cười thôi. Thấy mẹ chồng thương quá. Chắc vậy chứ nó thấy mình dễ nữa. Dễ nữa. Nhưng mà có một lần kia không biết không, nó đi chơi xa hai vợ chồng. Mình nghe nó bàn tính trước rồi. Nó kêu là nó đi chơi hai ngày ba ngày gì đó. Cái mình để im coi sao mà gần tới ngày nó đi rồi mà mình cũng không thấy nó nói mẹ ơi con gửi hai đứa nhỏ hay gì hết nha. Mình nói bụng rồi đó, mình nói với trời chuyến này mà không nói nữa là chắc mình không giữ á, không nói nữa là bắt dẫn đi theo luôn. Qua ngày mai nó đi là hôm nay nó mới nói. Thôi vậy cũng được đi. Sao vậy em? Hình như em thì tới gần tới ngày rồi mình mới nói, tại vì mình chưa có đi nên mình chưa có xin phép, mình chưa có nói. Mẹ em nãy giờ thấy nói rất là thương em, thương nhiều nữa. Nhưng mà mình cũng đừng vì cái việc đó mình ỷ lại. Trước khi mình đi đâu á, mình cũng nói mẹ, biết rằng mẹ không cho đó, nhưng mà mẹ cho con đi tuần sau, mẹ cho con đi. Một cái lời nói như thế thì thật sự là mẹ rất là ưng lòng. Thông qua chương trình này thì con cũng nói là con cảm ơn mẹ nhiều, tại vì biết là mẹ thương nhiều lắm. Nhưng mà con cũng mong là mẹ hãy vì mẹ một chút xíu, đừng có vì người khác nhiều quá, lo cho con cháu nhiều quá. Đâm ra mẹ nhiều lúc em cũng nói mẹ bệnh, kêu là mẹ ơi mẹ đi khám bệnh đi, thôi ta làm biếng lắm, bớt lo đi để có nhiều sức khỏe. Em muốn mẹ là bớt chơi điện tử lại đi. Vừa coi truyền hình vừa bấm điện thoại, mẹ ghiền chơi game á. Rồi mẹ bớt chiều cháu lại đi, tại vì mẹ rất là chiều cháu. Có nhiều lúc mình cũng khó thể nào mà dạy con mình. Thôi chơi game thì cứ để mẹ chơi. Không phải anh chứ biết mẹ không? Đâu có làm gì. Đúng đâu rồi, giờ chơi game rồi, là đa phần là buổi tối không à, tối tắt đèn cái mẹ ngồi trong truyền trong phòng cái mẹ bấm điện thoại á. Cái chuyện đó để ba nói, bởi vì ba không có chơi với mẹ thì mẹ phải chơi game. Ba không chơi mẹ nữa đâu, giờ là tối là ba không có ở nhà, ba đi luôn. Thấy chưa? Đi mẹ suốt buồn. Luôn mà mấy năm nay rồi. Ủa sao vậy cô? Giờ là nói chung là chú đi làm đêm á. Cho nên là không có đêm nào nhà hết, nay là mấy năm rồi. Thành ra không biết chơi gì phải chơi game. Cảm ơn hai mẹ con rất là nhiều. Cảm ơn chị Linh. Tuyệt vời. Hai mẹ con ôm nhau thế nào? Thường xuyên ôm thế này nhá. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Chúc gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công. Chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô và chị. Đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino của công ty Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Và phần quà dành cho gia đình là máy sấy tóc đến từ thương hiệu Yakio. Và còn phần quà đó là bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today gồm kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Dạ, cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình rồi. Như vậy là chúng ta đã nghe hai câu chuyện ngày hôm nay của hai gia đình khác nhau, nhưng chắc chắn quý vị sẽ thấy có mình trong đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần rút thăm dành cho khán giả tại phim trường. Đây, bây giờ Lê Lộc sẽ bóc một lá thăm may mắn dành cho một vị khán giả ngày hôm nay nha. Quý vị nào có số vé là số 1 đầu tiên
Chưa, chưa em ơi. Xong. Không làm ra được á. Và số thứ hai là số 4. Số vé mang mã số 14. Dạ. Kể chú tặng đi. Bà cho cái nồi đi nè, con tặng luôn đi. Dạ, đưa đây, cái nồi đi. Dạ, qua tặng là một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Dạ, cảm ơn chị. 14 đúng không? Dạ, số 14. Dạ, đây số 14 ạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn chị. Okay. Và khán giả xem truyền hình cũng có cơ hội nhận được một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng khi trả lời đúng câu hỏi thông qua trang fanpage của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu theo dõi chương trình. Và đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng tôi vào lúc 15:40 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ, Quyền Linh và Lê Lầu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ mẹ ơi, sáng nay mình đi chợ mua rau để làm ra món rau luộc chấm chao á. Bây giờ con đi chuẩn bị nước nóng với lại nước đá để chuẩn bị luộc rau nha. Không cần đâu con, bây giờ hôm nay mẹ sẽ chỉ cho con cách luộc rau bằng lò vi sóng. Về nhanh, gọn, đảm bảo chất dinh dưỡng của rau củ quả nha con. Dạ. Bây giờ mẹ con mình bắt đầu nha. Dạ. Mẹ ơi, luộc bằng lò vi sóng thì có chín không mẹ? Luộc bằng lò vi sóng rất là ngon. Vì lò vi sóng khi mà chúng ta luộc rau thì rau nó sẽ không bị ra nước và nó sẽ giữ lại được độ giòn, ngọt của rau củ quả được tự nhiên hơn. Dạ. Ừ. Cắt rau mình không nên cắt quá mỏng. Rau luộc nếu mình cắt quá mỏng ăn nó sẽ không cảm giác là giòn. Bí xanh mình sẽ cắt bỏ ruột nha con. Dạ. Hồi trước giờ mình luộc rau phải chuẩn bị nấu nước sôi luộc từng thứ khác nhau á. Không biết lần này mẹ luộc bằng lò vi sóng thì nó như thế nào ha? Lò vi sóng thứ nhất là mình tiết kiệm được thời gian. Thứ hai nữa là nó sẽ giữ cái độ giòn của rau, màu sắc đẹp, chất dinh dưỡng của rau. Dạ. Mình cắt xong rồi mình làm sao nữa mẹ? Rồi bây giờ con dùng màng bao thực phẩm. Ra nha con. Dạ.
Rồi mẹ sẽ mở cái màn thực phẩm này ra, con sẽ xem nha. Dạ. Cái đĩa rau mình như thế nào nha. Wow. Đó. Rau mình vẫn còn rất là tươi. Màu rất là đẹp. Mai mốt không có mẹ ở nhà thì con sẽ làm những món như thế này. Dùng màn bọc thực phẩm bọc rau củ lại, sau đó cho vào lò vi sóng. Sẽ nhanh chóng có món rau củ luộc thơm ngon, giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng và màu sắc cho rau củ. Trải qua hơn một năm phát sóng, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ, giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Con pha nước cam cho nó uống được rồi, con ăn yết đi, kể nó. Bây giờ mà nói là em thương ba chồng hơn ba ruột. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Linh con bỏ lộn muối